quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Nga thông báo đã ngăn chặn một vụ xâm phạm biên giới quốc gia tại tỉnh Bryansk, tiêu diệt 4 phần tử phá hoại, trong đó một người từng là thành viên một đơn vị tinh nhuệ của quân đội Mỹ. Sputnik đưa tin, cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB ngày 28 tháng 10 thông báo lực lượng chức năng nước này đã ngăn chặn một vụ xâm phạm biên giới quốc gia tại tỉnh Bryansk và tiêu diệt 4 phần tử phá hoại. Thông báo cho biết ngày 27 tháng 10, lực lượng biên phòng thuộc FSB tại tỉnh Bryansk phối hợp với các đơn vị quân đội Nga và vệ binh quốc gia đã đập tan âm mưu xâm phạm biên giới Liên bang Nga tại huyện Klimovsky. Kết quả là 4 phần tử phá hoại đã bị tiêu diệt. Phần còn lại của nhóm khi rút lui đã bị tấn công bằng tên lửa, pháo binh và chịu tổn thất. Theo thông báo, trên thi thể một trong 4 đối tượng bị tiêu diệt có hình xăm cho thấy người này đã từng là thành viên của Trung đoàn Biệt kích 75, một đơn vị tinh nhuệ của quân đội Mỹ. Các phần tử này còn mang theo vật dụng cá nhân, thể hiện mối liên hệ với các quốc gia thứ ba, cùng vũ khí, trang thiết bị và phương tiện liên lạc nước ngoài. Ở chiều hướng ngược lại, hôm 28 tháng 10, Mỹ đã tuyên bố sẽ dỡ bỏ hạn chế đối với Ukraine trong việc sử dụng vũ khí Mỹ nếu lực lượng Triều Tiên tham chiến cùng quân đội Nga. Tuyên bố dỡ bỏ hạn chế vũ khí của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh NATO cáo buộc rằng các đơn vị quân sự của Triều Tiên đã được triển khai đến tỉnh Kerch của Nga. Cáo buộc quân Triều Tiên được triển khai trên lãnh thổ Nga để đối phó với Ukraine đã khiến cho các nước phương Tây lo ngại xung đột Ukraine sẽ mở rộng. Sau các cuộc hội đàm với một phái đoàn Hàn Quốc, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã nói với các phóng viên rằng quan hệ quân sự ngày càng sâu rộng giữa Nga và Triều Tiên là mối đe dọa đối với an ninh của Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương lẫn châu Âu và Đại Tây Dương. Bản thân đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gọi diễn biến mới liên quan đến quân đội Triều Tiên là rất nguy hiểm. Lầu Năm Góc ước tính khoảng 10.000 binh lính Triều Tiên đã được triển khai tới miền đông nước Nga để huấn luyện. Con số ước tính của họ vào tuần trước là khoảng 3.000 quân. Ban đầu Điện Kremlin gọi các thông tin trên là tin giả. Tuy nhiên vào hôm 24 tháng 10 vừa qua, Tổng thống Nga Putin đã không phủ nhận việc quân đội Triều Tiên có mặt ở Nga. Ông Putin cũng nói đây là việc riêng của Moscow trong việc thực thi một số hiệp ước đối tác với Bình Nhưỡng. Robin Brook, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Brookings, đánh giá Nga sẽ duy trì được năng lực tiến hành xung đột trong những năm tới do các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga đã thất bại hàng loạt vì những hoạt động vận động hành lang tại châu Âu cũng như tình trạng thiếu ý chí trong chính trị khối EU. Các nước EU cũng không có động lực ngăn chặn bán microchip và những thứ hàng lưỡng dụng khác sang Nga nếu Đức và các nước lớn trong EU tiếp tục xuất những chiếc ô tô và hàng hóa quan trọng khác qua ngả hàng xóm của Nga. Ông Brooks phân tích, các lệnh trừng phạt của phương Tây vì vậy cơ bản không ảnh hưởng đến dân thường Nga, do đó khó lòng khiến họ quay sang phản đối Tổng thống Putin cùng những quyết sách của ông. Thời gian qua, giới chức Hàn Quốc liên tục cáo buộc Triều Tiên gửi quân sang Nga để hỗ trợ nước này trong cuộc xung đột với Ukraine. Không chỉ cáo buộc, Hàn Quốc còn cực lực phản đối một động thái gửi quân như vậy. Trong bối cảnh đó, hiện đang rộ lên thông tin Hàn Quốc có thể gửi vũ khí giúp Ukraine đối phó với quân đội Nga và quân đội Triều Tiên. Không những thế, mới đây, hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap dẫn lời giới chức an ninh Hàn Quốc cho biết Seoul thậm chí có thể gửi nhân lực quân sự tới Ukraine để giám sát sự hiện diện của quân đội Triều Tiên trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Thông tin này khiến Bộ Ngoại giao Nga đe dọa rằng Hàn Quốc sẽ đối mặt với hậu quả an ninh nếu họ dính dáng vào cuộc xung đột. Kho vũ khí đáng sợ của Hàn Quốc. Giới phân tích cho rằng mối quan ngại của Nga là có thật. Jeremy Chan, nhà phân tích về Trung Quốc và Đông Bắc Á tại Eurasia Group, nói với Business Insider, vũ khí Hàn Quốc có tiềm năng tạo ra sự khác biệt đáng kể cho cả năng lực phòng thủ và tấn công của Ukraine. Do cuộc đối đầu kéo dài hàng thập kỷ với Triều Tiên, Hàn Quốc, một đồng minh của Mỹ, đã xây dựng được kho vũ khí đáng sợ, bao gồm các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa có khả năng giúp Ukraine bảo vệ các thị trấn, thành phố và cơ sở hạ tầng của mình trước các cuộc tập kích của Nga. Nhà phân tích Chan cho biết, kho vũ khí của Hàn Quốc bao gồm lựu đạn pháo K-9, đẳng cấp thế giới, xe tăng K-2 và các hệ thống pháo phản lực phóng loạt. Hàn Quốc đã trợ giúp cung cấp cho Ukraine đạn pháo 155mm, thứ mà Kiev rất cần, dù là theo cách gián tiếp. Hàn Quốc đã gửi đạn dược đến các nước đồng minh như Mỹ và Ba Lan, và đến lượt mình, các nước này gửi số đạn dược đó cho Ukraine. Ellen Skim, chuyên gia về bán đảo Triều Tiên, tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, có trụ sở tại Washington nói rằng, sự ủng hộ của Seoul dành cho Kiev có thể còn bao gồm cung cấp thông tin tình báo về vũ khí và chiến thuật của Triều Tiên.
Bên cạnh đó, chuyên gia Kim cũng cho biết Hàn Quốc có thể hỗ trợ Ukraine bằng một chiến dịch tâm lý chiến nhằm vào binh sĩ Triều Tiên không muốn tham chiến. Trở ngại đối với Hàn Quốc. Mặc dù nhiệt tình ủng hộ Ukraine, trên thực tế Hàn Quốc gặp một số trở ngại đáng kể khi muốn vũ trang cho Ukraine. Trước tiên là lệnh cấm dài lâu của Hàn Quốc đối với hành động gửi viện trợ quân sự cho các nước khác trong xung đột. Chuyên gia Chan nói rằng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sẽ gặp khó khăn nếu muốn dỡ bỏ lệnh cấm trên thông qua quốc hội nước này. Ông Chan nói, nếu muốn Hàn Quốc cho phép xuất khẩu vũ khí sang Ukraine, thì trước tiên phải chứng minh được hành động của Triều Tiên tạo ra mối đe dọa rõ ràng và cấp bách đối với an ninh quốc gia của Hàn Quốc. Một trở ngại khác mà các chuyên gia Chan và Kim trích dẫn, không muốn phá hủy hoàn toàn quan hệ với Nga, bất chấp việc họ ngày càng lo ngại Điện Kremlin hỗ trợ cho Triều Tiên và ông Kim Jong-un. Nhân tố thứ ba là nguy cơ Hàn Quốc có thể bị lôi cuốn vào cuộc xung đột Ukraine vượt quá ý định ban đầu. Steve McFest, giáo sư chiến lược tại Đại học Georgetown của Mỹ nhận định, có nguy cơ nếu tham chiến thì Hàn Quốc bắn vào cả lính Nga và lính Triều Tiên. Điều này sẽ quốc tế hóa và mở rộng cuộc xung đột Ukraine hơn nữa. Giáo sư McFest cảnh báo, về kịch bản tồi tệ nhất ở đây là nguy cơ nổ ra xung đột hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, lôi kéo cả Mỹ và Trung Quốc cùng tham chiến. Theo hãng tin Yonhap, ngày 26 tháng 10, Triều Tiên đã bày tỏ phản đối cuộc tập trận không quân chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, cáo buộc Washington đang đẩy khu vực vào tình thế khó kiểm soát. Trong tuyên bố được đăng tải trên bản tin của hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, một quan chức của Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã mô tả cuộc tập trận Freedom Flag là hành động quân sự mang tính khiêu khích. Cuộc tập trận mang tên Freedom Flag được bắt đầu từ tuần này và kéo dài đến ngày 1 tháng 11, với sự tham gia của không quân Hàn Quốc, Mỹ và Australia. Đây là lần đầu tiên Freedom Flag được tổ chức. Freedom Flag thay thế các cuộc tập trận không quân quy mô lớn thường kỳ của Mỹ và Hàn Quốc, như cuộc tập trận Flying Training trong nửa đầu năm và Vigilant Defense trong nửa cuối năm. Sự kiện trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gần đây đã gia tăng. Hôm 15 tháng 10, Triều Tiên bắt đầu cho nổ tung các đoạn đường bộ và đường sắt nối với Hàn Quốc, vốn từng được coi là biểu tượng quan trọng của sự hòa giải liên triều. Theo KCNA, các tuyến đường bộ và đường sắt kết nối với Hàn Quốc ở phía đông và phía tây thuộc biên giới phía nam của Triều Tiên đã bị cắt đứt hoàn toàn. Trong một diễn biến khác, ngày 25 tháng 10, Lầu Năm Góc thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Hàn Quốc Kim Jong-un sẽ tham dự hội nghị tham vấn Mỹ-Hàn lần thứ 56 tại thủ đô Washington vào ngày 30 tháng 10 tới. Hai bên dự kiến sẽ thảo luận về cách triển khai thực tế tầm nhìn quốc phòng quan hệ đồng minh Mỹ-Hàn Quốc mà hai bên nhất trí vào năm ngoái, cũng như củng cố hơn nữa mối quan hệ đồng minh chiến lược toàn diện toàn cầu giữa hai nước. Ngoài ra, lãnh đạo quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiến hành đánh giá tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Tham dự cuộc họp còn có các quan chức cấp cao của hai nước trong lĩnh vực quốc phòng và ngoại giao. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, hợp tác giữa Nga và Triều Tiên không nhắm vào các quốc gia khác. Ông Peskov nói, Triều Tiên là nước láng giềng gần gũi và là đối tác của chúng tôi. Và chúng tôi đang phát triển quan hệ với họ trong mọi lĩnh vực. Đây là chủ quyền của chúng tôi. Điều này không nên khiến bất kỳ ai phải lo lắng, vì sự hợp tác này không nhắm vào quốc gia thứ ba. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác. Cũng theo ông Peskov, cáo buộc về sự hiện diện của quân nhân Triều Tiên tại Nga có nhiều mâu thuẫn. Ông Peskov cho biết, chúng tôi thấy rất nhiều thông tin mâu thuẫn. Phía Hàn Quốc nói một kiểu, sau đó Lầu Năm Góc lại nói rằng họ không xác nhận những tuyên bố như vậy, có rất nhiều thông tin trái ngược. Khi được hỏi liệu lực lượng Triều Tiên có hiện diện ở Nga hay không, và liệu họ có kế hoạch tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt hay không, ông Peskov trả lời, câu hỏi này liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt, các vị nên hỏi Bộ Quốc phòng. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Jong-un trước đó đã cáo buộc quân nhân Triều Tiên có thể đã đến Ukraine. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 19 tháng 10 thừa nhận, ông không thể xác nhận thông tin này. Người phát ngôn Điện Kremlin từng nhấn mạnh, các cáo buộc về sự tham gia của quân đội Triều Tiên vào chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine không khác gì ngoài một sự dối trá. Hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Triều Tiên vừa được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra Hạ viện phê chuẩn. Hiệp ước được ký tại Triều Tiên vào ngày 19 tháng 6, quy định hai nước thường xuyên hỗ trợ và phát triển quan hệ đối tác chiến lược dựa trên nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, cũng như dựa trên luật pháp quốc tế và mỗi nước. Trong trường hợp xuất hiện mối đe dọa trực tiếp xảy ra hành động xâm lược vũ trang đối với một nước,
Theo yêu cầu của một bên, hai bên ngay lập tức sử dụng kênh liên lạc song phương để tham vấn, phối hợp lập trường và biện pháp hỗ trợ loại bỏ mối đe dọa. Nếu một bên bị tấn công vũ trang từ bên thứ ba, thì bên kia ngay lập tức hỗ trợ quân sự và các hỗ trợ khác bằng mọi phương tiện hiện có theo Điều 51 Hiến chương Liên Hợp Quốc và pháp luật hai nước. Khi trình bày hiệp ước trước các thành viên Quốc hội của Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Yuri Ruzenko đã nhấn mạnh hiệp ước mang tính chất phòng thủ và hòa bình và được thông qua nhằm chống lại sự gia tăng quân sự của phương Tây ở châu Á-Thái Bình Dương. Theo Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện, Nga và Triều Tiên có nghĩa vụ không ký với các nước thứ ba thỏa thuận chống lại chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ, quyền bầu cử tự do và phát triển hệ thống chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa và các lợi ích then chốt khác của bên kia, cũng như không tham gia vào các hoạt động như vậy. Hai bên không cho phép nước thứ ba sử dụng lãnh thổ của mình để vi phạm chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của nước kia. Phát biểu tại phiên họp của Duma, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao của Nga Rudenko cho biết, hiệp ước được ký kết trong bối cảnh thay đổi cơ bản tình hình địa chính trị trong khu vực, gia tăng căng thẳng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, xuất hiện các liên minh quân sự, xuất hiện các hệ thống tên lửa của nước ngoài trong khu vực đe dọa an ninh của Nga. Vì vậy, hiệp ước có nhiệm vụ đóng vai trò ổn định ở Đông Bắc Á, đóng góp tích cực vào cân bằng lực lượng trong khu vực trên cơ sở an ninh không chia cắt, giảm nguy cơ tái diễn chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, trong đó có thể có sử dụng vũ khí hạt nhân, đặt cơ sở xây dựng hệ thống an ninh Á-Âu mới. Ông Rudenko nhấn mạnh, hiệp ước không nhằm chống lại an ninh của các bên thứ ba và chỉ mang tính chất phòng thủ. Đại sứ của Nga tại Hàn Quốc Georgi Zinoviev nhấn mạnh Moscow vẫn đang theo đuổi chính sách giải quyết ngoại giao tình hình trên bán đảo Triều Tiên trên cơ sở an ninh không chia cắt và sẵn sàng đóng vai trò xây dựng trong vấn đề này. Mối quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa Nga và Triều Tiên đã gây ra nhiều lo ngại từ Mỹ và Hàn Quốc. Mỹ từ lâu đã cáo buộc Điện Kremlin sử dụng hết đạn dược và mất thiết bị quân sự hạng nặng tại Ukraine, buộc Nga phải tìm đến các đồng minh và các đối tác như Triều Tiên để duy trì cuộc chiến. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chính thức yêu cầu Duma Quốc gia phê chuẩn Hiệp ước quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Hiệp ước được ký kết trong chuyến đi của ông Putin tới Bình Nhưỡng vào tháng 6 và bao gồm các cam kết của Nga và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ hỗ trợ nhau trong trường hợp bị nước ngoài xâm lược. Ngày 14 tháng 10, các phương tiện truyền thông Nga đưa tin rằng đề xuất phê chuẩn đã được ghi vào hồ sơ của cơ quan lập pháp. Theo hiệp ước của ông Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ký kết, hai nước sẽ hợp tác với nhau để đảm bảo hòa bình và an ninh lâu dài trong khu vực và quốc tế. Dự luật nêu rõ với các nhà lập pháp rằng Nga và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cam kết thiết lập sự ổn định chiến lược toàn cầu và một hệ thống quốc tế đa cực công bằng và đang xây dựng quan hệ đối tác của họ trên các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau về chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào các công việc nội bộ, bình đẳng và các nguyên tắc khác của luật pháp quốc tế. Tài liệu bao gồm một điều khoản nêu rằng nếu một trong các bên phải chịu cuộc tấn công vũ trang của các quốc gia hoặc một số quốc gia và do đó thấy mình trong tình trạng xung đột, bên kia sẽ ngay lập tức cung cấp hỗ trợ quân sự và các hỗ trợ khác bằng cách có thể theo Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc gia. Moscow và Bình Nhưỡng cũng cam kết không ký kết bất kỳ thỏa thuận nào có hại cho chủ quyền, an ninh, toàn vẹn lãnh thổ, quyền tự do, lựa chọn và phát triển hệ thống chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa và các lợi ích quan trọng khác của bên kia với bất kỳ quốc gia thứ ba nào. Một bài viết khác nêu rõ sự phản đối của Nga và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đối với các lệnh trừng phạt của phương Tây, mô tả chúng là việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế đơn phương, bao gồm các biện pháp mang tính chất ngoài lãnh thổ, là bất hợp pháp và trái với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc. Moscow và Bình Nhưỡng đã cam kết không áp dụng các lệnh trừng phạt như vậy đối với nhau. Tuần trước, Hàn Quốc tuyên bố rằng hiệp ước đã có hiệu lực và rằng tình hình của Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên rất có thể đã chiến đấu cùng với quân đội Nga tại Ukraine. Điện Kremlin đã bác bỏ những tuyên bố như vậy là một trò lừa bịp khác. Kiev và Seoul đã đưa ra những tuyên bố về quân đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trên bộ trước đây mà ông Putin gọi là hoàn toàn vô lý vào tháng trước. Trong ngày 14 tháng 10,
Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết ông đã được thông báo về sự tham gia của Triều Tiên vào cuộc xung đột ở nước ông và kế hoạch của Nga cho mùa thu và mùa đông năm nay. Kiev cho biết Triều Tiên đã cung cấp tên lửa đạn đạo và đạn dược cho Nga, những loại vũ khí mà lực lượng Moscow đã sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng đã đưa ra thông tin cập nhật mới nhất về hợp tác Nga-Triều trong bài phát biểu trước toàn quốc vào buổi tối. Trong đó ông cho biết ông đã gặp các quan chức cấp cao của Kiev trước đó để nghe báo cáo. Trong số những điều quan trọng nhất là báo cáo của các cơ quan tình báo về ý định của người Nga trong mùa thu và mùa đông. Mọi thứ đều khá chi tiết, trong đó có nêu rõ sự tham gia thực sự của Triều Tiên vào cuộc xung đột, ông Zelensky nói, đồng thời không cung cấp thêm thông tin nào. Thông tin này được đưa ra một ngày sau khi ông nói Triều Tiên đã chuyển quân cho lực lượng vũ trang Nga. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Jong-un tuần trước đã cho biết có khả năng cao là Triều Tiên có thể triển khai quân đội để giúp Nga. Điện Kremlin bác bỏ tuyên bố đó là tin giả.